Ở quận 1 mà muốn ăn được một cái hamburger với bơ ngon nhất thế giới thì không còn quá khó nữa rồi nha. Hamburger của Bimao thì vẫn là một cái gì đó rất rất là chất lượng rồi. Tất cả cái khâu từ thịt, bánh cho tới cái nước sốt thì đều tự nhà làm hết. Hôm nay đặt nguyên cái xe gần phố đi bộ mà còn bán xúc xích đứt nữa chứ. Sau khi xúc xích gần chín thì sẽ quét một lớp bơ ngon nhất thế giới lên. Không những quét xúc xích còn quét thịt nữa nha mọi người. Sau đó là cho phô mai lên. Phô mai này là phô mai xịn đàng hoàng đó nha. Về bánh mì là lấy bánh mì chất lượng. Cái sốt mayo này ở nhà tự làm luôn đó nha. Bên trong là sẽ có salad, cà chua, tương ớt, tương cà và mayo. Đặt miếng thịt lên nhìn đã thấy chất lượng rồi đúng không? Chủ khoe với phát là cái hình trên cái giấy gói cũng là chị tự thiết kế luôn đó nha. Bánh thì được bọc trong lớp vỏ đàng hoàng hết nên yên tâm nghe. Còn đây là tổng số đồ ăn mà phát gọi nè, chỉ từ 50 cành thôi là có một cái hamburger như phát rồi. Cái hamburger cái bánh thì nó mềm nhưng cái thịt lại mềm hơn cái bánh nữa. Thịt thì nêm nếm rất là vừa ăn, đặc biệt là không hề có một tí sạn nào luôn. Còn xúc xích đứt phải nói là một cây to đùng luôn nha. Cái lớp vỏ bên ngoài được áp chảo rất là thơm, bên trong thì dày cuôi thịt ngọt ngọt mặn mặn rất là vừa ăn rồi, không còn chấm gì đâu nha. Thế phải thấy thì hamburger này mới chuẩn là hamburger mấy người Tây hay ăn nè. Thì chị chính xác có thể trên màn hình nha.